Xin được chào mừng quý anh chị đã đến với kênh Nhà Xịn Bình Chánh. Thì hôm nay Hương có một cái mẫu nhà máy hộp rất là sang, dễ thương luôn anh chị ha. Được tọa lạc là gần ngay chỗ ngã tư Phước Lý, cách ngã tư Phước Lý của mình đâu đó tầm khoảng là 500m thôi. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng, xe hơi, xe tải mình có thể di chuyển vào đến nơi luôn anh chị. Nằm trong một cái khu ở rất là đông đúc rồi. Về đây sinh sống quý anh chị ơi, không có sợ bị buồn và vắng vẻ đâu ha. Diện tích của ngôi nhà mình á thì là ngang của nó là 4m, dày vào á thì tới tận là 25. Công năng là một trệt một lầu cho quý anh chị mình 3 phòng ngủ, một phòng thờ và hai nhà vệ sinh. Bên trong đã setup và tặng toàn bộ nội thất cơ bản cho quý anh chị. Quý anh chị mình có thể tham quan mặt dựng của ngôi nhà mình ạ. Một cái mẫu thiết kế rất là sang, rất là thịnh trong các năm vừa qua anh chị ha. Giá vô cùng là tuyệt vời, chỉ có là 2.650 sổ hồng riêng, còn thương lượng ngay và trực tiếp chính chủ. Khi bước vào bên trong sẽ cho quý anh chị mình là một cái lớp cửa đầu tiên, sẽ là một cái lớp cửa bằng sắt. Sơn tĩnh điện rất là chắc chắn và dày dặn. Khu vực không gian sân á thì quý chị ơi tha hồ cho mình đậu xe ha, rất là thuận tiện luôn, xe hơi của mình có thể di chuyển vào đến đây và còn rất là nhiều khoảng trống cho mình đậu xe máy nè. Và bên đây nè thì bên Hương sẽ làm cho mình một dàn tiểu cảnh nhìn rất là dễ thương và hệ thống đèn led nè khắp hết cái nhà rồi, nên buổi tối á mình mà mở đèn lên cái nhà mình nó rất là nổi bật, rất là sang luôn anh chị, nổi bật nhất khu luôn á. Giá thì lại rẻ nữa, đã hoàn công rồi luôn, quan trọng là cái hoàn công á anh chị, mà nó gần ngay cả ngã tư Phước Lý nữa là hiếm hoi lắm, mới có một căn này thôi anh chị. Nên quý anh chị mình có xem được cái mẫu nhà này mà mình đăng ý thì hãy nhanh tay liên hệ cho em Hương Ú để mình có thể về đây trải nghiệm thực tế anh chị ha. Giá thì chỉ có 2.650 mà được tặng full toàn bộ nội thất, mẫu nhà mới xây riêng lẻ trên đất thổ cư nữa, là một cái giá tuyệt vời lắm anh chị. Từ đây mà mình về chợ Bình Chánh á, đâu đó tầm khoảng là 3 cây thôi, đó là rất là gần cho quý anh chị mình luôn. Thì khu vực này sẽ là cho mình là khu vực không gian phòng khách. Bước vào trong nữa thì sẽ là một cái lớp cửa thứ hai, sẽ là bằng sắt, sơn tĩnh điện và kính cường lực di chuyển rất là nặng tay anh chị ha. Thì lúc đầu clip thì em Hương Ú cũng đã trao đổi là sẽ tặng lại toàn bộ nội thất cơ bản cho quý anh chị, như là bộ ghế ở đây và phía sau thì sẽ là một cái bàn ăn nữa anh chị. Tường á, bên bộ ghế á, thì bên vị Hương cũng up BBC nè, bức tranh nhìn rất là đẹp và các hệ thống nè, đèn led nè, rất là sang cho ngôi nhà mình luôn. Trần trên sẽ là trần thạch cao nguyên khối, hệ thống đèn đã full đầy đủ rồi. Ở giữa sẽ làm cho mình uống đèn pha lê và cả thêm một cái quạt xoay nữa. Cái mẫu này rất là thịnh luôn á anh chị. Ở đây thì sẽ làm cho mình là một cái khu vực không gian vượt hộp kệ đây. Quý anh chị có thể để chiếc tivi to đùng ở khu vực này luôn ha. Và kệ này thì cho mình tha hồ trang trí nè anh chị. Một mẫu nhà thiết kế vô cùng là dễ thương nữa. Giá lại rẻ cho quý anh chị, cho mình về các trung tâm quận huyện rất là gần, như là quận 6, quận 7, quận 8, Nhà Bè, Bình Tân, Phú Nhuận. Thì quý anh chị có thể đi chuyến đường là con đường quốc lộ 1A, mình chạy vào đường Đinh Đức Thiện nói dài tới ngã tư Phước Lý, đà đã gần đụng ngôi nhà mình rồi. Thì từ ngã tư Phước Lý mình chạy vào đây á thì tầm khoảng là 300-500m thôi à, không có xa đâu anh chị. Và đường xá thì rộng lắm, xe hơi của mình có thể di chuyển vào tới đây luôn. Sân thì sân đậu xe hơi nữa, hướng nhà của mình là hướng tây anh chị ha. Khu vực này sẽ cho mình là một cái khu vực không gian bếp, thì đơn vị Hương sẽ để lại cho mình một bộ bàn ăn 6 ghế ở đây. Ở phía sau lưng của bàn ăn thì sẽ làm cho mình một khu vực không gian vượt hộp nữa. Mình có thể trang trí những vật phẩm rượu tay ở khu vực này cho không gian phòng của mình nó được đẹp hơn và sang hơn anh chị ha. Và khu vực này là khu vực không gian bếp thoáng mát rộng rãi. Một cái dòng chữ L làm cho mình là một cái tủ bếp trên và tủ bếp dưới, mặt đá hoa cương dày dặn, bồn inox 304 chống rỉ sét theo thời gian luôn. Nó ướp lát sạch sẽ khu vực không gian nấu nướng cho quý anh chị. Tủ trang trí kệ đồ full khắp hết ngôi nhà rồi. Một ngôi nhà quá tuyệt vời luôn anh chị. Lâu lâu lắm mới có sót lại một hai căn nhà gần ngã tư Phước Lý, mà mẫu nhà là mẫu nhà mới xây riêng lẻ thôi, chứ toàn thường á là ngã tư Phước Lý mình bây giờ là không còn nhà luôn, thực hẳn là vậy. Toàn bộ là mình phải về lông cạch hết, cần đước hết, chứ mà về Phước Lý thì không còn đâu anh chị đó. Nên mà quý anh chị mình đang tìm một ngôi nhà vị trí đẹp gần ngay chỗ ngã tư Phước Lý cho mình về chợ Bình Chánh, đường Đinh Đức Thiện, khu đô thị năm sao, thì đây là mẫu nhà nè quý anh chị. Nếu như mình là người đầu tiên đón nhận mà mình coi hết cái video mà mình cảm nhận được cái ngôi nhà này nó phù hợp với mình, đường xá nè thuận tiện cho mình, thì mình hãy liên hệ trực tiếp cho Hương liền nha, để Hương có thể trao đổi cụ thể và rõ ràng hơn cho quý anh chị. Khu vực sân sau nè anh chị, rộng lắm, nó ướp gạch ướp lát rồi, sạch sẽ rồi. Hồi nãy là cái phòng Hương có đứng rồi đó, cái này là mình mở cái cửa ra được luôn ha.
xem anh chị ha. Và xem đến đây rồi á, quý anh chị ơi nhớ đăng ký kênh cho em Hương Uống nha, để mình tiện theo dõi nhiều mẫu nhà giá rẻ mỗi ngày. Một lượt đăng ký kênh, một lượt like, một lượt share của quý anh chị cũng là động lực để cho em Hương phát triển kênh của mình được trọn vẹn và tốt hơn. Trong lúc quá trình làm việc Hương quay hay có nhiều thứ hơi bị thiếu sót thì quý anh chị ơi thông cảm bỏ qua cho em Hương Uống nha, và góp một cái ý kiến bình luận em Hương Uống rất là cảm ơn quý anh chị. Và Kim Châm làm việc của kênh Nhà Xịn Bình Chánh là luôn cam kết với quý anh chị mình là nhà thật, giá thật, vị trí thật, không xạo không ảo để tránh mất thời gian của nhau. Hương thì sẽ làm việc ngay và chính chủ đầu tư, không qua trung gian, nên quý anh chị mình cứ yên tâm về mức độ pháp lý và giá cả. Và hướng này sẽ cho quý anh chị mình á là bước lên khu vực không gian tầng 1. Giờ thì mình di chuyển cùng em Hương Uống nhé. Quý anh chị thân mến, Hương đã có mặt trên khu vực không gian tầng 1. Thì đây là hướng cầu thang mình bước lên tầng 1 nè. Bên đơn vị Hương sẽ làm cho mình hai khu vực không gian giếng trời xuyên tầng, nên mỗi ban ngày á quý anh chị mình không cần mở đèn đâu, ngôi nhà mình vẫn khắp sáng mọi nơi luôn á. Nhìn cái mẫu thiết kế rất là dễ thương anh chị ha. Và khu vực này sẽ là một không gian sảnh trời, quý anh chị có thể làm phòng thờ hoặc là phòng sách tùy theo nhu cầu của gia đình mình sắp xếp anh chị. Và kế tiếp thì sẽ cho mình là một cái phòng ở cuối dãy. Phòng này thì vẫn có nhà vệ sinh nằm ở phía bên trong luôn anh chị. Phòng ốc rộng rãi vì diện tích của nó dài tới tận là 25 lần anh chị. Hướng nhà hướng Tây luôn á. Giá thì đúng 2.650 đã hoàn công đầy đủ cho gia đình mình. Phòng rộng rãi rất thích hợp cho gia đình mình, có thành viên tầm khoảng là từ 4 đến 6 đến 8 người về sinh sống chung đó ha. Đang tìm nhà ngay ngã tư Phước Lý thì đừng có bỏ qua em Hương Uống này nha. Có sẵn cho quý anh chị mình căn này đây ạ. Từ đây ra tới ngã tư Phước Lý đúng 500m nha. Ở đây thì sẽ là cái phòng cuối cùng. Phòng này vẫn có khu vực không gian nhà vệ sinh. Tổng cộng là nhà mình là có 3 không gian nhà vệ sinh, 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ anh chị ha. Đó, phòng này là cái phòng rộng, cái view đẹp nhất, dễ thương nhất luôn anh chị. Có cửa sổ, có cho mình một cái ban công. Ở đây thì quý anh chị mình bước ra thì có thể quan sát được hết mọi vật cảnh xung quanh. Nhà cửa thì ở rất là đông và vui. Ở trên đây thì quý anh chị mình có thể quan sát hết mức độ dân cư. Khu vực nhà ở rất là nhiều. Về đây sinh sống quý anh chị mình không có sợ bị buồn và vắng vẻ ha. Giờ thì mình di chuyển cùng em Hương Uống tiến về khu vực không gian tầng dưới. Hương sẽ một lần trao đổi về thông tin cho quý anh chị mình à. Và nãy giờ thì em Hương cũng đã quay sơ ngôi nhà cho quý anh chị mình tham khảo rồi. Quý anh chị có muốn đi xem mẫu nhà này, em Hương Uống hẹn quý anh chị mình là ngay chỗ ngã tư Phước Lý ha. Mình đi đến đó liên hệ cho Hương, Hương sẽ ra đón quý anh chị mình vào khảo sát thực tế cái mẫu nhà này luôn. Giờ thì em xin trao đổi lại nhà, đường trước mặt mình là đường 4m, xe hơi xe tải mình có thể di chuyển vào đến nơi. Sân của mình á thì sân đậu xe hơi, có sân trước sân sau rộng rãi thoáng mát lắm. Bên trong ngôi nhà thì diện tích là ngang 4, dài vào á thì tận là 25, sẽ tặng toàn bộ nội thất cơ bản bên trong ngôi nhà cho quý anh chị. Công năng 1 trệt 1 lầu, 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, 1 phòng thờ, rộng rãi thoáng cho quý anh chị. Giá tổng sẽ không phát sinh đúng 2.650, được tọa lạc là gần ngay ngõ tư Phước Lý, cách ngã tư Phước Lý đâu đó tầm khoảng 500m thôi nha. Quý chị cần thêm thông tin thì cứ cất máy liên hệ cho Hương, Hương sẽ gửi thông tin rõ ràng. Nhà mình thì đã hoàn công rồi anh chị ha, cam kết đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí. Và giờ thì em Hương Uống xin được phép kết thúc video tại đây. Chúc quý anh chị mình mau tìm được căn nhà ưng ý bên kênh Nhà Xịn Bình Chánh ha.